More games, more features, more fun. Nintendo Switch Online. Xin chào, tạm gán những vấn đề hắc hủm thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em về dịch vụ Nintendo Switch Online. Đây là dịch vụ tính phí của Nintendo dành cho người dùng máy Switch, cho phép truy cập vào những tính năng online và được hưởng những đặc quyền VIP mà member thường không có. Tuy đây không phải là một nội dung mới mẻ nhưng đảm bảo sẽ có những cái bạn không biết nếu như không xem hết video này đâu. Cho nên là nào cùng bắt đầu với 5 đặc quyền siêu VIP dành cho thành viên của Nintendo Switch Online. Allow us to introduce 5 features included with your membership. Online Play. Đây là tính năng chính của dịch vụ này. Bạn cần phải tham gia gói Nintendo Switch Online thì mới có thể chơi online nhé. Giờ đây thì bạn có thể so găng trong tựa game ARMS, hay có thể lập nhóm 4 người để đối đầu với team khác, hoặc là trao đổi chiêu thức trong Super Smash Bros. Và còn cả xem ai nhanh hơn nào trong Mario Kart 8 Deluxe nữa chứ. A variety of games are supported, so find your favorites and take them online. Truy cập miễn phí kho game NES và SNES, tận hưởng hơn 80 game kinh điển trên hệ máy NES và SNES ngày xưa như Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda, Donkey Kong, v.v. Nay còn được bổ sung thêm tính năng cho online cùng bạn bè, chứ không chỉ là chơi hai tay cầm như ngày trước nữa. Và list game này sẽ được bổ sung thêm liên tục trong thời gian tới. Và điều đặc biệt là tất cả đều free cho các thành viên đăng ký gói Switch Online nhé. Playing together long distance makes the heart grow fonder. Look forward to a growing library of classic games. Save Data Cloud Backup. Một tính năng hữu ích khác nữa đó chính là lưu save game trên đám mây. Giờ đây thì bạn không còn phải lo lắng là mất save hay các vấn đề khác vì save game của bạn giờ đã được đưa lên cloud, lưu trữ tại server của Nintendo. Mua máy mới thì bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản đã mua dịch vụ Nintendo Switch Online là đã có thể tải xuống toàn bộ save game mà bạn đã từng chơi trước đây rồi. Switch Online. Game save data is automatically backed up in the cloud. Even if your console breaks, your save data will be safe from harm. Nintendo Switch Online App. Với ứng dụng trên điện thoại Nintendo Switch Online App, bạn có thể voice chat với bạn bè khi đang chơi các game online như là Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate hay Splatoon 2, khi mà tính giao tiếp trên những trò chơi này thực sự rất quan trọng. Backseat players can also join in the conversation. That way everyone's having fun. The service even has the ability to enhance certain games by connecting with them, like Splatnet 2. Ưu đãi đặc biệt. Và đặc quyền cuối cùng chính là chúng ta được hưởng những ưu đãi khi mà mua game. Thậm chí là có những game Switch độc quyền được phát miễn phí luôn, cùng với rất nhiều tựa game khác đang được giảm giá hấp dẫn. More features, more fun. Nintendo Switch Online. Và sau đây là những điều bạn cần biết trước khi sử dụng gói Nintendo Switch Online. Thứ nhất là Nintendo có cung cấp gói online cho cá nhân và gia đình với mức giá trong năm sử dụng dịch vụ lần lượt là $20 và $35. Và nếu như bạn muốn bỏ ra một số tiền tối thiểu để được hưởng những đặc quyền trên thì nên rủ rê bạn bè, người thân cùng mua gói gia đình nhé. Bởi vì Nintendo cho phép gói gia đình có thể chia sẻ tối đa lên đến 8 thành viên cùng sử dụng lận. Vậy nên là nếu tính ra thì bạn chỉ phải bỏ ra có hơn $4 cho một năm sử dụng gói online này mà thôi. Quá hời luôn đúng không? Chỉ bằng 2 ly trà sữa mà thôi mà được chơi tẹt ga, hưởng tẹt ga 5 đặc quyền kể trên trong suốt một năm trời. So với gói Plus của PlayStation và Xbox Live thì họ phải hít khói mà thôi. Thứ hai, nếu bạn cần voice chat trong game với bạn bè, đồng đội thì bạn phải cài app Nintendo Switch Online trên điện thoại. Và điều này thì thật phiền toái khi phải sử dụng đến hai thiết bị cùng lúc đúng không? Nhưng cũng có một số game ngoại lệ, chẳng hạn như Fortnite, cho phép voice chat in-game ngay trên máy Switch mọi người nhé. Thứ ba, không phải game online nào cũng yêu cầu bạn đăng ký gói Nintendo Switch Online. Và Fortnite cũng vẫn là một ngoại lệ đặc biệt ấy. Những người không sử dụng gói thì cũng có thể chơi online nha. Để nhận biết những game nào không yêu cầu gói Nintendo Switch Online thì các bạn kéo xuống dưới cuối nếu có một Switch Online to đùng này là yêu cầu có nha.
còn không có mục này như Fortnite là vào chơi thoải mái. Ok, và đó là tất cả những thông tin về gói dịch vụ Nintendo Switch Online. Gói dịch vụ này thì bất kỳ ai có tài khoản Nintendo và máy Switch thì cũng đều có thể mua và được hưởng những đặc quyền cho thành viên. Mà hơn cả là mức giá rẻ mạt như vậy thì cũng rất là đáng mua đấy chứ, đúng không? Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về Nintendo Switch lần tới nha. Bye bye!